chào các bạn, anh ấy chị. Em bữa nay em đi làm về, em ghé chợ Lân Quỳnh Lương á, có ông anh đi lưới cảng về về nên ảnh có bán một hai con cá ảnh người ta kia, nên mình mua rẻ mà cá rất là tươi, nên cá sọc vô gan nè, cá 70.000 một ký nè mấy anh mấy chị, mấy bữa em mua là 100.000 ký, bữa nay 70.000 cá nha, con ảnh lựa cá rất là tươi, nó không quý đá. Anh đi lưới cảng về anh chia để anh ăn, anh bếp miếng lại á. Hai mấy chị, em làm xong con cá rồi, bây giờ mình đem về rửa sạch sẽ, đỡ ra réo rỉ, giờ mình bỏ về bị nè. Bỏ về bị để mình bỏ vô trong cái hộp, cho đỡ trong tủ lạnh ra khỏi mấy mùi, mất mùi tanh. Cho nên mình bỏ vô trong cái bông bao bị trước. Nè, cá rất là tươi ha, lép nè. Bỏ vào nè. Một bỏ để mình muốn ăn lúc nào thì mình xách ra bị đấy để mình ăn, cá rất là tươi. Mình bỏ một bị gì một lần, mình lấy đem một bị mình ăn thôi, không lấy nhiều. Mình nấu đem một bị gì thôi, đó là một bị này. Mình thấy không? Mình nấu mình rồi mình để đầu đuôi mình nấu ngọt. Đây mình đây mình để nguyên một bị đây á, là để mình để khi nào mình đi làm gì á. Rồi mình lấy ra sẻ đông một bị ra để mình nấu mình ăn hàng ngày. Mình thấy không? Nó hai bị này. Còn đây là để mình nấu ngọt nè. Còn đầu đuôi đây á là để mình giờ mình nấu ngọt là vợ chồng mình con mình ăn buổi tối tối. Nè thấy không? Đầu nè. Đầu đuôi lát rồi mình nấu đây. Rất là ngon, cá tươi nấu ăn rất là ngon nha các bạn. Còn ruột nè, ruột cá rất là tươi, mình dùng để mình muối mắm ruột nè các bạn. À, mình bỏ vào xong cái hũ nè, rồi mình bỏ gia vị vô. Ruột cá của mình muối mắm ruột rất là ngon hơn của người ta. Mình rửa sạch sẽ, mật đồ lấy ra hết, bao tử nó mình cào cho sạch sẽ rồi mình đỡ cho thiệt réo, mình rửa sạch đỡ thiệt réo mình bỏ vô trong hũ treo nè. Rồi mà đỡ mình nêm tí muối, tí đường, tí bột ngọt, tí tiêu, tí ớt bột, tí nước mắm nữa để đủ về vị nè. Mình muối vừa xong mình đậy nắp lại, mình đi gian nắng, chứ mình không đậy nắp là bụi hè rồi đồ nó dập vô đây nó xanh rồi. Cho nên mình để gì xong mình về vị vô xong rồi mình dặn cái nắp lại gì nè, đi gian về nắng. Nha mày nắng đúng ba bữa rồi mình lấy đũa mình quậy lên nó tiêu ruột ra đây là nước mắm ruột rồi mình chưng ăn rất là ngon nha. Mình chưng mắm ruột qua nè, mình chưng là mình bắt dầu lên để mình phi hành củ khô á, củ đỏ á, cho phi làm mà hành củ đỏ cho nó thơm cũng như làm mà hành phi vậy á. Rồi xong bỏ mắm vô, bỏ trong thêm gia vị vô, nước nó lạc thêm gia vị vô, mà nước nó mặn thì thêm đường vô, còn ngọt vô cho nó dịu rồi mình ăn kè hoặc ăn nước mắm mình chấm làm thế, cái nướng chấm rất là ngon. Bây giờ mình đây là mình xuống bếp ra mình nấu cá cho cái anh cái kỳ xem mình nấu cá đầu cá vừa ra. Vậy mình chế nước về mình bật ga lên mình nấu nước cá nè, mình bỏ đồ nêm vào trong cái son nước cá nè, một muỗng muối nè. Nêm một tí bột ngọt cho nó dịu, ấy một tí tiêu lên cho nó thơm. Rồi mình để đậy nắp lại vào cho nó sôi. Còn mắm ruột đây đây là mình bỏ gia vị vào rất là ngon. Mình chớ một tí nước mắm vào nè, nó ngon. Bỏ tí muối vào. Bỏ
Cậu nó hơi nhỏ quá. Mày trộn chịu khó mày trộn cho nó đều. Cái này mình lấy ruột ké nè, muối nè, thêm mắm ruột nè, để mình chân mình ăn á. Không mà tỉnh nhẹ cung nha. Nấu ké xong rồi nha các anh chị. Nấu ké xong rồi giờ mời cái nhẹ cung với mình nha. Mời các anh chị ăn cung nha. Cái lứa kẻ nó vô các anh chị à. Nó là lúc này nó thịt nó không ngon. Nên
riêng ấy, sẽ kè không? Cảm ơn các anh các chị rất là nhiều luôn nha. Các anh các chị cảm thấy hay cho mình một like, mình chia sẻ để ủng hộ cho mình nha các anh.